Không các bác này, biết cây này là cây gì nữa. Đây là nước ngập nên là mới tưởng là cây thủy sinh chứ không phải. Đây cái thân này chắc không phải cây thủy sinh này. Đây cây kẹm. Ê, chưa thấy động tĩnh gì hết. Vào nữa ở đây sẽ đi ra bãi đằng xa này. Đấy cái bãi ngoài đấy. Câu cá cũng khá là êm. Nhưng mà ở trong đây lúc trước thì em vô một đoạn em thấy có kim chích cho nên là em ra em không dám vô nữa. Nói chung cái mùa này đi câu cá lăng, cá da trơn thì ổn, chứ còn mà câu cá chép, cá mè như em thì, cá trôi như em thì khó. Nhưng mà cứ câu thôi, biết đâu vận may tới. Nước sông khá là đục, hôm nay là ngày nước lửng. Bữa trước thì người ta cũng có quăng lưới trích điện ở khu vực gần đây. Hiện tại thì cũng có trích điện ở xa xa, ở giữa cầu. Không biết là hiện tại cá mú nó có còn nhát ăn nữa không. Ba cái chùm nho rồi.
không còn mùa thu trang rơi bên thềm, không còn lời ru trên môi em mềm. Xả mồi giùm luôn à? Làm vãi xả mồi luôn. Đâu ông xả chỗ nào để tôi biết tôi câu à? Đó đúng không? Nhiều khi sáng nay đi câu cái hơi cồn cá nó mới ăn chứ. Thế người toàn sẹo không vậy? Con này về làm mấy ly tiếp? Giờ ói ra hết rồi, giờ phải nạp thêm. Sao ra được. I'm just good at caring.